Đi du lịch mặc váy này chắc chụp cháy máy lắm bà nhỉ. Review suốt ngày. Là phải review thôi. Chất váy mỏng nhẹ, shop may free size nên rất thoải mái. Kèm váy hai dây lót bên trong nữa nên bà không lo lộ đâu nha. Mà dài như thế này thì bụng to hay là đùi to che được hết. Nhưng bà phải dưới 58 cân mới mặc vừa. Bà có dưới 58 cân không đấy? Ok, thế thì lên đồ thôi nhá. Đẹp đấy. Thế còn set baby doll và quần short thì sao? Để Piu review luôn nhá. Set đồ mặc như không mặc cho bà đây. Chất vải rất là thoáng mát nhá. Quần thì bo chun thoải mái, có túi hai bên, mặc sướng cực. Còn sướng như thế nào á? Phải lên đồ mới biết được. Che bụng to nhá. Set này mà mặc đi du lịch hay cà phê thì hợp lý. Hãy subscribe cho kênh của Piu nhá. Và mình là Thảo. Pip 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 pip.